khổng lồ này, thấy chưa? Mấy chục năm rồi, mà không biết là mấy chục năm thôi. Mình có hỏi nhưng mà không biết là chính xác bao nhiêu năm chứ, là mấy chục năm. Đầu chẳng bóc luôn nè. Không biết nó ăn cái gì. Nhiều lắm, cá thịt tượng, xong rồi cá cha. Đó, thấy không? Cái đầu đó nè, nhìn từ xa phát hiện được cái đầu nó trắng trắng nè. À, lên ốp nước nè. Còn đây là lá cát. Lá cát mình nghe nhiều rồi nhưng mà chưa thấy. Bữa nay về đây lại mới thấy bánh tre nó nhà chồng. Nó thật sự nhiều lắm, cái cha đó, cái cha thì nằm góc kia, khó thấy lắm. Rất là đây là vườn chôm chôm ở dưới Bến Tre. Đây là nhà, đây người thân dẫn đi chơi. Đây có ngoài kia. Này mình không biết tiếng Anh kia là gì, thôi người ta gọi là Harry Fruit. Mình không biết tiếng nó có tên gì khác nữa. Hả? Đi bắt dế. Đi bắt dế. Sáng rồi vậy ta. Ngồi 35 ngàn. Một người, một đầu người vô có 35 ngàn một người. Mày luôn xe luôn anh ơi. Ừ, xe luôn. Em chở. Xe này bỏ ra. Chôm chôm picking. Em thấy nè, cái ruột nó giống như trái dải á, litchi. Em lên đây em ăn lâm chôm em tốn tiền. Chứ nếu em ở đây là em ăn không tốn tiền luôn. Có vô ăn không tốn tiền luôn, có thể đem về luôn. Đây là mình đổi cho anh chôm chôm nhãn. Nào nó, tôi mới vậy á. Mình nằm ngủ, ê cậu. Đụng má nếu mà ăn 50 ngàn, cô đem cái giỏng ra, cô nằm. Tháo miệng ra rồi đi hả? Vậy tối này. Này cái chôm nhãn không anh? Đâu phải hả? Ờ, chôm nhãn là... Trước à? Anh! Trước rồi. Rồi. Đâu đi đâu? Rồi anh đi hái nè, coi đây. Sao anh nhảy qua nhảy lại hoài, em nhảy cho anh rớt mẹ xuống nước luôn. Vì chứ là bọn của mình, một chùm chôm chôm. Hên mà bữa ăn này chừng 2 trái là ngứa cổ rồi, bữa nay ăn được tới 5 trái là chưa bị ngứa cổ. Đây là nó treo lên nó hái giùm, phải là chủ vườn. Cây nè anh.